Đây là khách thập phương nè, này đi theo đoàn, này đi theo đoàn rước đông nên viếng mẹ lại Phật mẹ Quan Âm đây. Đó, quý cô chú thấy không? Ngày thường như là những ngày Tết, các du khách thập phương tới chùa thạch thắp viếng thăm chùa và thắp nhang. Trời, nhiều vậy đó hả? Chờ ra mình vô. Mẹ chồng đứa con chứ mẹ có lấy đâu mà. Chỗ này nằm sướng luôn nè, mát, gió mát ghê rồi. Đó, còn nguyên một cái tảng đá to nè, che hết luôn cái vòm dưới đây. Cái mũ chơm kìa, một cái trái to, Đúng rồi. trái nó trái mới thấy lần đầu tiên luôn. Chùa Cổ Thạch, còn gọi chùa Đá Cổ hay chùa Hang, tọa lạc ở xã Bình Thạnh, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận, nằm cách Phan Thiết 95 km và cách thị trấn Liên Hương 10 km từ quốc lộ 1. Chùa là một am nhỏ do thiền sư Bảo Tạng thuộc đời thứ 40 Thiền Phái Lâm Tế khai sơn năm 1835. Chùa qua nhiều đời được sửa sang và trùng tu, ngày nay nó đã trở nên rộng lớn hơn và khang trang hơn nên được đổi thành chùa Cổ Thạch. Ngôi chùa nằm cạnh bãi đá cà dược bảy màu. Ngôi chùa còn có tên gọi dân gian là chùa Hang. Chùa Cổ Thạch lọt thỏm giữa những hang động trên một ngọn đồi đá cao 64 mét so với mặt nước biển. Khu vực chùa Cổ Thạch là một quần thể kiến trúc, am, điện, cốc liên hoàn với nhau trên khu đồi đá rộng hơn 4 hecta. Chính điện chùa nằm trong quần thể núi đá tự nhiên, có khi nằm lọt thỏm giữa những tảng đá to. Kế đó là các nhà thiền, từ đường, nhà tổ, một số các vật chùa có giá trị lịch sử văn hóa khác như đài Hồng Tự, Trung, trống sấm đều có niên đại từ nửa đầu thế kỷ 19. Mỗi hang động thờ một vị Phật hoặc Bồ Tát hoặc một nhà sư đã viên tịch. Hang thờ Phật mẫu chuẩn đề là một hang động bên trong có tượng Phật tám tay và nhiều tượng cổ. Hang Tam Bảo thờ 23 pho tượng Phật cổ với nhiều kích thước và niên đại khác nhau. Trên mỏm núi đá nhỏ sát bờ biển có tượng Quán Thế Âm Bồ Tát. Tại đây có đỉnh gọi là đỉnh Linh Thứ mô tả các tích điển trong Phật giáo. Rồi, chú Dũng mình hôm nay sẽ đi về lại Bình Thuận. Thì sáng nay sẽ đi tham quan chùa Cổ Thạch. Đây, khi mà vào thì đây có một ngôi chùa ở đây rất là đông. Bây giờ ôi đông quá đi nè. Thôi mình tranh thủ đi vào bên trong đi, hôm nay khá đông, hôm nay là ngày Chủ Nhật nữa. Chung ngày Chủ Nhật thì vào tháng hè nữa thì nhiều người được nghỉ đi chùa, kết hợp đi tắm biển luôn. Cũng là một cái con đường quen thuộc dắt vào trong chùa Cổ Thạch. Nói chung mà đi vào thì hai bên hàng quán thì người ta bán đồ cũng khá nhiều, những cái đồ lưu niệm, đồ trò chơi rồi quần áo rồi khá nhiều. Nói chung về chùa Cổ Thạch thì chú Du cũng có đi nhiều rồi. Nhưng mà cái này đợt lại, cái này thì quay trở lại mà có dịp ở lại gần chùa Cổ Thạch luôn. Thì sáng nay thấy Chủ Nhật nữa nên lựa chọn cái điểm đi tham quan đầu tiên ở đây.
Mình cũng biết thì chùa Cự Thạch này cũng đã có từ lâu đời rồi. Ngay đầu video thì chú Dũng mình cũng có giới thiệu sơ lại một chút về cái ngôi chùa Cự Thạch ở đây. Trên một cái đoạn đây cam trên cao. Tức là mấy con chỉ cần 10 ngàn cũng có câu chuỗi đồng tiền may mắn, một chiếc nhẫn, một cái hồ lô mà 10 ngàn nha, cũng nhiều món gì đó. Đây là lựa chọn vật may mắn đây. Vòng đeo tay, tượng Phật. Chỗ này là khá đông luôn. Giờ phải đi từ từ qua. Quý cô chú cũng thấy ha, vào hè thì người ta được cũng cho gia đình đi đi tắm biển. Sắp tới trưa nữa, thấy đường còn khá xa. Nè, bán mấy cái vòng đeo tay nè. Hôm nay đông như ngày những ngày Tết ha. Quá đông. Mấy ngày đầu năm người ta đi chùa còn đông hơn gấp mấy lần cái giờ này nè. Có đổi tiền lễ đâu cúng đổi con ạ. Bà con mình rồi cả hai bên. Đây là cái cổng chùa Tam Quan khá quen thuộc. Đây có ông hổ đây. Có thằng em mới ra nó hello rồi. Một con đường rất là quen thuộc và cái cổng Tam Quan quen thuộc. Cái cổng này là từ xưa tới giờ vẫn còn nguyên vẹn, chưa thay đổi tí nào. Đây là họ trong cái không gian bên trong đây. Hôm nay có thêm một cái gì đây nè. Đông quá đây nè, giờ đâu có vào bên trong thắp nhang được, giờ chỉ có đứng bên ngoài xá lại thôi. Quý cô chú thấy không? Ngày thường như là ngày những ngày Tết, các du khách thập phương tới chùa Thạch thắp viếng thăm chùa và thắp nhang. Còn đi vào bên trong đây. Chỗ này thì cũng khá quen thuộc. Đến đây mình xá lại chứ. Như là đây là cái lối đi lên cái tháp chuông. Đây, cái lầu chuông đây. Còn cái phía này là đi ra phía đằng sau. Ra phía sau này thì rất là có nhiều điểm thờ cúng Phật ngoài ở phía sau này. Rồi sau du khách tập trung ở phía trên nè, chưa có đi ra phía đằng sau đây. Đây có một cái đền Thánh Mẫu đây. Đền Thánh Mẫu. Ê.
ra đây rất là mát luôn. Phía này là phía bên chỗ cái ngôi mộ, nên mình không có đi hướng đó, mình sẽ đi cái hướng này về qua bên kia phải đây. Đây có Tam Đại Thế Chí đây. À, xá lại Phật đây luôn. Chứ sao? Dạ, phải lớn. Nó cũng bay. Không có cưng đâu, kiểu có anh đang vẽ mấy cái xi măng như mấy cái cây khúc gỗ. Đây có một cái hang thờ trong đây, thờ trong cái hang. Có cái đường đi ra phía đằng sau đây, mẹ Quan Thế Âm đây. Rồi, trời ơi, có mấy góc này rồi, mát tuyệt vời luôn. Đây, ra chỗ mẹ Quan Thế Âm mà hướng ra mặt biển đây. Đây, đây là khách thập phương nè, này đi theo đoàn. Này đi theo đoàn rước đông nên viếng mẹ lại Phật mẹ Quan Âm đây. Cây này giống như cây sim đúng không? Hoa sim màu tím không, nhìn tựa giống như bông giấy vậy đó, mà chỗ này nó vắng quá không có ai để hỏi hết. Đây là chùa Cụ Thạch nè, đặc biệt là đá núi đồi cây hướng biển, một vị trí rất là tuyệt vời. Đi cái hướng nào mình cũng có một cái hướng bên đây, mình đi luôn hướng đây. Đi cũng nhiều lần rồi mà cứ đi lạc hoài. Đợt đó thì mình đi buổi chiều nên nó đi không còn chưa có nữa. Đây có một cái chỗ bán nước ở đây, đi luôn bên đây không? Có những chỗ mà khi mình quay lại thì người ta cũng có những cái gọi là mới hơn. Như thế này, đây người ta sẽ tạc một cái tượng đá đây, người ta làm một cái như một cái bảng để có chữ cho cái du khách đọc. Đây ví dụ như bên đây nè, đây người ta mới tạc xong nè, người ta sẽ viết chữ lên đó, kỳ viên đại hội đó. Ở bên kia cũng có nè, những tượng đá người ta sẽ tạc thẳng lên để viết chữ lên đó. Mát quá. Đi đi trong đây giống như là một cái trận mê cung vậy đó. Cứ đi vòng trong đây. Có đường thì mình cứ đi xuống đi. Nói chung mà kỳ này quay lại cũng 2 năm rồi. Quay lại thì cũng thay đổi cũng khá gọi là khá thôi. Một chút hơi nào đó thôi. Đây cái chỗ này là năm trước Chu Du cũng có đi xuyên qua một cái khe núi thế này.
khe đá, khe của hai tảng đá. Trong đây có một cái miếu thờ trong đây, miếu bà chú sứ. Mình sẽ đi vào đây. Đụng đầu rồi. Đông quá rồi. Thôi, thôi ra. Xanh xanh kìa, mẹ cầm cái bé lông. Trời, nhiều vậy đó hả? Chờ, ra mình vô. Nhưng mà mẹ cầm đứa con chứ, yeah. Mẹ phải lấy đâu mà. Đi vô, đi vô. Ra hết rồi, mình đi vô. Rồi, đây là một con đường khá là độc luôn. Đi... giữa hai cái khe đá như thế này, hai tảng đá cũng khá to, nhưng mà cái người lớn tuổi chắc đi đây thì cũng hơi khó. Nó không phải đường bằng phẳng đâu, đây đi xuống cái gốc cây nè, rồi đi ra bên kia luôn. Một ngày khám phá ở chùa Cổ Thạch. Đây là cái đường nãy đi vào nè, dễ hơn. Đây là có những cái bậc thang, mình đi vào trong đó người lớn tuổi đi cũng được nữa. Còn mình thì đi tiếp tục con đường này. Không biết có đường đi hay không nên giờ đi đâu thì có đường nào thì đi đường đó thôi. Hình như hết rồi, không có đường đi. Mình sẽ đi cái hướng xuống dưới kia. Đi một vòng cái chùa Cổ Thạch. Mình đi vòng trái, đi qua bên phải là hết đó. Không biết có đi được hay không đi. Đi hướng bên đây thì nó nhanh hơn, còn đi hướng kia nó xa. Đi hướng này nó xa đó. Không biết đi đường này chưa bao giờ nữa. Ý là sốc sao cho nó chạy ra chứ. Dạ hả? Ờ. Như chỗ này mình không biết đi chưa nữa, thấy chỗ này lạ lạ quá. Đây có thờ, một cái điện thờ trong cái hang gió. Ôi trời ơi, trong này mát vậy. Dạ, ở đây là mở danh là hang của cô Mực. Hang của cô Mực. Cũng đi à. Hai của bà. Ai đi qua đâu thế cho anh Mực năm ngày. Đây đúng mẹ. Ôi. Chỗ này nằm sướng luôn nè, mát gió mát ghê rồi. Đó. Còn nguyên một cái tảng đá to nè. Che hết luôn cái vòm dưới đây. Nhiều lắm, trong đây cũng có nhiều hang, rồi nhiều miếu, nhiều điện thờ. Đây như là đi vòng ra lại cái cửa rồi, là đi xuống cái chỗ mẹ Lâm Hải hướng ra bên đây nữa nè. Đây, đây con đường quen thuộc của mình. Khi mà kết thúc khám phá, cũng như là viếng chùa Cổ Thạch ở đây. Rồi có anh ngồi đan lưới. Đây tới rồi nè. Ôi đông quá đây nè. Bây giờ cũng đâu lên được. Đông quá nè. Giờ phải chờ ta xuống mình mới lên được. Cây mũ chôm ha. Cây mũ chôm kìa. Một cái trái to ha, trái nó trái mới thấy lần đầu tiên luôn. Rồi. Ôi được mấy trái.
Rồi mình đi lên đây, tranh thủ lên đây. Trái mũ trơm. Ở pha, ở đứng 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 dưới đó mát đi, uống sỉnh chai nước đó đã. Đứng đứng xuống chị heo, đứng xuống ngay chỗ mát kìa. Đây. Quan Ngâm Đại Thế Chí. Đây nè, đứng ngay chỗ mà cái chỗ của mẹ Quan Thế Âm nè, Quan Âm Đại Thế Chí nè. Đứng đây mình có thể nhìn xuống dưới bãi biển Cô Thạch. Cũng như chỗ này là mình cũng đã đi cũng gần như thôi, gần như chứ chưa đi hết những cái điểm tham quan ở trong đây. Mình chỉ đi một số nào đó thôi, không đi hết được. Rồi, bây giờ chú Vũ Miền xin được phép ngừng video tại đây ha. Và hẹn gặp các cô chú chị em trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.